Tiếc quá, chủ nhật anh lại bận mất rồi. Nếu không anh đích thân về quê đón em, tiện thể anh thăm anh em họ hàng luôn. Ừ, vậy cũng được. Em chịu khó nhé. Khi nào lên đây anh đưa em đi chơi bù. Anh Long, anh nói chuyện với ai mà vui vẻ thế? Thôi, anh có việc bận rồi. Anh tắt máy đây. Anh bảo em vào phòng em phải gõ cửa cơ mà. Em biết rồi ạ, nhưng mà tại vì em thấy anh nói chuyện say sưa quá nên không dám cắt ngang. Em xin lỗi anh ạ. Thôi rồi, cũng không sao đâu. Anh nhắc em như thế để lần sau anh chú ý hơn thôi. Vâng ạ. Anh Long này, anh uống thử xem có hợp khẩu vị không. Em đã học theo mà bác gái pha anh thích đấy. Ngon thật đấy. Em pha khéo tay quá. Đúng vị của anh thích luôn đấy. Nếu mà anh thích thì ngày nào em pha cho anh uống cũng được ạ. Thôi, việc này em cứ để thư ký làm là được. Căn bản em cũng nhiều việc rồi mà. Có sao đâu ạ, em tự nguyện mà. Anh Long này, cuối tuần này em qua nhà anh nấu ăn với dọn dẹp được không ạ? Anh thấy giúp việc dọn dẹp mấy ngày cuối tuần rồi. Em không cần phải vất vả thế đâu. Không được, anh mà không cho em làm ấy, bố mẹ mắng em chết mất. Sao lại có bố mẹ em ở đây? Thì lúc trước bố em làm tài xế cho nhà anh, ông bà đã đối xử với bố em rất là tốt. Đến bây giờ em lại được nhận vào công ty của anh nữa. Tất nhiên là em phải báo đáp cho anh rồi. Chào ơi, chú Hoàng có khách sao? Thôi được rồi, nếu em thích thì cuối tuần em cứ qua ăn đi. Không cần phải dọn dẹp gì đâu, nhá. Dạ vâng, thế để cuối tuần em sẽ nấu cho anh mấy món nhá. Anh cảm ơn. Em vừa xinh lại còn vừa đảm đang thế này, anh nào tốt phước lắm ấy mới được làm con rể chú Hoàng đấy. Anh lại trêu em nữa rồi đấy. Em chỉ mong là kiếm được ai bằng một nửa anh thôi. Thế thì để anh xem bạn anh có thằng nào tốt, anh giới thiệu cho em nhé. Nhưng mà ấy, phải kín kín một tí. Anh sợ chúng nó mà biết, đánh nhau sức đầu mẻ chán, chết anh đấy. Anh lại trêu em nữa rồi. Cần gì phải kiếm đâu xa, xa tận chân trời. Vào đi. Thưa chủ tịch, chú Hoàng đã chuẩn bị xe xong rồi ạ. Đi thôi. Điên này nữa. Đang hay thì đứt dây đàn. Được rồi, mày sẽ biết tay tao. Cái gì? Ngày sinh nhật ý, thường con gái các cô thích cái gì? Vô duyên, cậu hỏi là cái gì? Hay là cậu có ý định gì với tôi đấy? Mà sắp đến sinh nhật tôi rồi đấy, cậu định tặng cái gì đấy? Ồ, sắp sinh nhật Linh á? Này, đừng có mà giả vờ giả vịt nhá. Tôi nói trước cho bà biết, những người như cậu ấy, tôi không bao giờ thèm đếm xỉa đến, biết chưa? Đừng có mơ mộng nữa. Quá nhở, chưa gì, không phải. Cái việc này là chủ tịch nhờ tôi đi hỏi hộ thôi. Biết cái gì? Chủ tịch á? Ừ. Chủ tịch nói cái gì? Chủ tịch có giao tôi một nhiệm vụ cực kỳ là quan trọng. Không nói được đâu. Nhưng mà thôi, nể phải nói đấy. Chủ tịch bảo ấy, tôi phải đi dò hỏi xem trong công ty mình con gái các cô thích cái gì. Tôi sẽ đi mua cái đấy luôn, hộ chủ tịch luôn. Nhưng mà nó phải hàng, nó phải đẳng cấp đấy. Hàng nó phải chuẩn chỉ đấy. Auto, tennis chứ không phải là fake care đâu. Nên giàu mà, có tiền mà. Đấy. Này. Hả? Nghĩ xem nào, đứng ngẩn ngơ làm sao ấy. Ừ đây. Mà tôi hỏi cậu này, thế chủ tịch có nói với cậu là cái cô gái đấy sinh ngày bao nhiêu không? Ủa alo, tôi quan tâm sinh ngày bao nhiêu? À mình có nói. Ờ không, có nói. Có nói á? Tháng tháng 9, đúng rồi, tháng 9. Tôi nhớ bởi vì tôi sinh nhật tháng 9. Tháng 9 à? Ừ. Chả nghĩ là... Sao? Làm sao? Này, thế cậu nhớ kỹ lại hộ tôi xem là cái cô gái đấy sinh ngày bao nhiêu? Ủa alo, vì quan tâm sinh ngày bao nhiêu nữa à? Có nói đấy. Ngày bao nhiêu nhỉ? Có nói nhất
Ra rồi. 25 tháng 9 nhờ. 25 tháng 9. Ờ. Tôi nghĩ ra rồi. Hay là để tôi giúp cậu đi mua quà cho chủ tịch nhá. Giúp đi mua luôn. Hợp lý. Hey, amazing, good job. Đi luôn. Thế mà vừa nãy bảo quà gì nhỉ? Tôi nghĩ là ấy, tặng thật quà cổ đi. Ơ, chị tìm ai đấy ạ? Ơ, hay. Đây là nhà của anh Long. Tất nhiên là tôi đến tìm anh Long rồi. Chẳng lẽ tìm cô à? Mà cô là Oxy mới thuê đấy à? Cầm cho tôi cái túi này. Vào bếp rửa sạch đi, tôi phải nấu ăn. Anh Long đâu rồi? Dạ, anh Long ra ngoài có chút việc ạ. Tí nữa anh thì sẽ về. Mà chị là bạn gái của anh Long ạ. Trông mặt cô ngu ngu thế này cũng thông minh phết đấy. Nhìn ra được tôi là bạn gái của anh Long. Đi vào bếp cắt đồ đi. Xong rồi lấy tôi cốc nước ở đây. Vâng ạ. Này, làm cái gì mà lâu thế? Sắp chết khát rồi này. Dạ, nước của chị đây ạ. Ôi, con Oxy nắn hải nữa. Bẩn hết váy tao rồi này. Này, tao nói cho mày biết nhá. Cái váy này tao vừa mới mua để đi chơi với anh Long đấy. Lương cả tháng của mày chưa chắc có mua đâu. Có chuyện gì đấy? Em có sao không? Anh Long, anh về rồi đấy ạ. Anh xem cô giúp việc nhà anh đi. Hậu đậu chết được ấy. Đổ nước bẩn hết cả váy của em rồi. Linh, ai bảo với em cô ấy làm giúp việc? Cô ấy là anh họ của anh đấy. Em đưa tay anh xem nào. Chết rồi. Trẹo của cổ tay rồi đây này. Em không sao đâu ạ. Dù sao đây cũng là bạn gái của anh mà. Anh không cần phải nói thế đâu. Ai nói với em thế? Cô ấy có phải bạn gái của anh đâu. Em vừa rồi có chút hiểu lầm mà. Em này, em cho chị xin lỗi nhá. Vừa xong chị hiểu lầm, chị không biết em là anh họ. Cô lui ra. Không phải là gây lỗi mà xin lỗi mà xong đâu. Kìa anh. Em để yên. Linh, anh nói cho em biết này. Em đùa gì thì đùa, nhưng em đừng có nhận em là bạn gái của anh. Để cho người khác gây hiểu lầm. Anh là anh ghét nhất cái điều đấy đấy. Anh đã xin lỗi rồi cơ mà. Tại sao anh còn nói như thế với em? Kìa anh, sao anh lại nói chị ấy nặng lời như thế? Dù sao chị ấy cũng là con gái mà. Em kệ đi. Tại anh thấy nó bắt nạt em nên em mới như vậy. Anh xem tay nào. Thôi, em vào trong nhà nấu cơm đây. Em đau tay thì nghỉ đi, để anh dọn mà nấu cho. Đây là đồ ăn lúc nãy, chị ấy mua cho anh đấy. Này thì Linh mua đấy. Đấy cậu xem, hôm qua là sinh nhật của tôi, anh còn cáu gắt với tôi nữa cơ. Đã thế, còn chả tặng quà gì cả. Thế là sếp có ý mua quà là không phải tặng bà à? Tặng ai nhỉ? Nhưng mà dù sao thì cũng bị đứa em họ kia phá hỏng hết rồi còn đâu nữa. Thôi, bình tĩnh đi, kiểu gì hôm nay sếp chẳng làm lành, cứ phải lo.
Bảo sao? Hôm mình bảo chắc là đúng ngày sinh nhật của bà, hào hứng thế, sướng thế. Trời. Yên tâm, tí cái gì chết phải làm lành của lo. Mọi người ơi, giới thiệu mọi người nhá. Đây là Thường San, nhân viên mới của công ty mình. Tôi đã giao cô ấy về phòng của Linh. Cô tiếp nhận cô ấy nhá. Vâng. Chuyện hôm trước, tôi nóng tính, có gì cô bỏ qua cho tôi nhá. Dạ, không sao đâu ạ. Không sao là tốt rồi. Cô cầm lấy đây hồ sơ của Thường San. Dạ, em chào mọi người. Mong là sau này mọi người sẽ giúp đỡ em ạ. Thôi được rồi, Thường San đi theo anh nhá. Để anh dẫn em đi xem các phòng ban khác. Vâng ạ. Rồi, rồi. Nhìn thấy gái là sáng hết cả mắt lên. Lau nước vãi đi kìa. Không phải. Cô không để ý cái vòng cổ nó đeo à? Quen không? Vòng cổ á? Ừ. Thì sao? Giời ơi, cái đấy là cái vòng cổ của hôm tôi với cô mà đi mua cho chủ tịch ý. Sao lại thế được? Ôi giời, 25 tháng 9, trùng ngày sinh nhật cô luôn. Ôi giời, thế mà có người nhận vơ sinh nhật mình, tặng quà mình. Thôi ngay, còn nhắc nữa à? Trời ơi, tưởng nào. Ờ, nhưng mà nói mới để ý này. Hôm ấy chủ tịch bảo với tôi là đi mua quà tặng người anh ấy yêu. Ý của anh là sao? Này, không lẽ là chủ tịch với em họ mình? Thế là anh em loạn luân á? Ôi dồi ui, nói bé chết cả lũ với nhau bây giờ. Này, cái này mình chưa chắc chắn được, cần phải điều tra thêm. Mời vào. Chủ tịch, anh gọi em có việc gì không ạ? Anh gọi em chỉ để muốn hỏi thăm xem em đã quen với công việc hơn chưa. Mà không có ai ở đây, em được gọi là chủ tịch, nghe xa cách lắm. Không được đâu ạ, dù sao đây cũng là ở công ty, mình phải có quy củ chứ ạ. Không có việc gì, em xin phép ra ngoài đây ạ. Sao em cứ tránh mặt anh thế? Em có tránh mặt anh đâu ạ, anh nhạy cảm quá rồi đấy. Vậy tại sao em cứ nằng nặc đòi chuyển ra khỏi nhà? Để anh đi thuê trọ làm gì? Chỉ là em không muốn mọi người phải hiểu nhầm giống như chuyện trước đây thôi ạ. Nếu như em không muốn, anh sẽ không để cho cô gái nào vào nhà cả. Anh Long, anh đừng có quan tâm quá đến cảm xúc của em như thế được không ạ? Nhiều lúc ấy, anh cứ làm cho cảm xúc của em tối tung cả lên. Nếu còn như thế này nữa, em xin phép, em không làm việc ở công ty này nữa đâu ạ. Anh bỏ em ra, em phải về làm việc. Tôi nói có sai đâu, đúng là yêu nhau còn gì nữa. Bảo cứ không thể nào mà ngờ được đối thủ của tôi lại là em họ của chủ tịch đấy. Sao họ có thể làm ra cái chuyện trái luân thường đạo lý như thế nhở? Giờ phải làm nào bây giờ? Tôi bảo bà rồi, trên cái đời này ý, không có cái chuyện gì là không thể xảy ra được, bà hiểu chưa? Rồi, tôi cứ tưởng là bà tán đổ được ông chủ tịch thì tôi được nhờ một tí. Ê, không được, tôi chắc chắn phải đi gặp con Danh đấy, phải làm cho ra nhẽ. Ê, đừng manh động đâu tôi. Này, chị có chuyện gì mà bỏ tôi ra? Đồ trà xanh, tôi biết hết chuyện của cô và anh Long rồi. Chị đã biết chuyện gì rồi? Chuyện gì á? Cái chuyện dơ bẩn của hai người ấy, tôi thật không thể nào tưởng tượng nổi. Hai người là anh em họ mà dám yêu cả nhau đấy, đúng là đổ loạn luân mà. Tại sao chị lại biết chuyện này? Cô nói thế, tức là cô thừa nhận rồi phải không? Tôi đoán quả là không sai mà. Bảo sao, dạo này anh Long lạnh nhạt với tôi, hóa ra là vì cô à? Chị bình tĩnh đã, mọi chuyện không phải như chị nghĩ đâu. Không nghe Cave kể chuyện, không nghe con nghiện trình bày, cái loại con gái như cô ấy, dám quyến rũ phải anh họ của mình, còn thua cả Cave nữa. Chị, tôi làm sao? Này, bây giờ ấy, tôi sẽ đi nói cho cả công ty để biết chuyện của cô, để xem cô còn mặt mũi nào để làm việc ở đây nữa không?
Em xin chị đừng nói chuyện này cho anh biết ạ. Bỏ cái tay dơ bẩn cô ra. Cô làm chuyện này à? Hả? Chủ tịch, em xin lỗi, là do em giận quá mất khôn. Nhưng mà em thề với anh là em chỉ mắng cô từ xa thôi. Chuyện video này em không hề biết ạ. Thì tôi hỏi cô, ai là người tung video ra hả? Cô nói đi. Em không biết ạ. Cô nghĩ là tôi sẽ tin cô à? Hả? Tôi nói cho cô biết này, cô động đến ai thì được, nhưng cô động vào Tường San không xong với tôi đâu. Chủ tịch, em xin lỗi mà. Cô Tường San, tôi xin cô đấy, cô hãy nói giúp cho tôi được không? Xin tập này có giải quyết được tin đồn hay không hả? Thôi, cô chính thức bị đuổi việc. Và cô phải đăng tin đính chính lại, nếu không cô đừng trách tôi đấy. Anh, dù sao thì gia đình chúng ta cũng rất là thân thiết mà. Anh đừng có đuổi việc em đúng không ạ? Chính vì gia đình thân thiết nên tôi mới không truy cứu cô đấy. Tôi làm như này có nhẹ lắm rồi đấy. Đi ra ngoài đây. Ra ngoài. Gọi cô Hải vào đây cho tôi. Anh sẽ giải quyết chuyện này thật quyết liệt. Em yên tâm đi. Tạm thời anh sẽ để trước trưởng phòng cho cậu Hải thay Linh. Đúng là cái máu ghen tuông nhiều khi nó lại có ích nhở. Chính cậu là người tung tin đồn giữa Tường Sàn và chủ tịch phải không? Bây giờ biết thì nó quá muộn rồi, hiểu chưa? Cô phải khôn ra đi. Mọi chuyện đều là do tôi sắp đặt đấy. Thế tức là Tường San là em họ của chủ tịch à? Nghe thì có vẻ ly kỳ đúng không? Nhưng sự thật đúng là như thế đấy. Tường San được chú thím tôi nhận nuôi từ bé. Năm 10 tuổi chú thím đã dẫn về rồi. Giữa tôi với cô ấy làm gì có quan hệ gì? Bảo sao chủ tịch có tình cảm đặc biệt với Tường San thế? Thế là bây giờ chủ tịch muốn em đi mua quà tặng Tường San đấy ạ? Đúng thế. Cậu là người có bạn gái thì cậu hỏi giúp tôi xem phụ nữ họ thích gì. Chứ tôi biết gì mà mua. Thì em biết gì. Em đùa. Đi thôi nhá. Để em đi luôn đây. Ừ, đi đi. Vâng. Còn cái việc của tôi chỉ là thêm dầu vào lửa, thừa nước đục, thả câu. Đấy, đẩy đưa đẩy một vài câu thôi là biết ngay cô sẽ nổi cái máu ghen lên. Lúc đấy mọi chuyện nó trong đầu tôi tính hết rồi. Mày đúng là thằng khốn nạn mà. Hóa ra là mày lừa tao à? Mày cố tình giả vờ giúp đỡ tao, nhưng mà thực chất là mày ngấm ngầm cướp cái ghế trưởng phòng của tao à? Uầy, bắt đầu khôn rồi đấy. Có lời khen, có lời khen. Vậy tức là cái video đấy cũng chính mày là người quay lại rồi phát tán ra ngoài phải không? Mày đã khiến chủ tịch phải nghi ngờ tao đấy. Bingo. Chuẩn rồi đấy. Nhưng mà thôi, ngoan ngoãn chấp nhận sự thật đi. Có chiếc trưởng phòng ấy, hai xin nhá. Hóa ra tất cả mọi chuyện do cậu làm à? Chủ tịch ạ. Chị Linh, chị làm tốt lắm. Cô lừa tôi à? Sao, anh không ngờ chứ gì? Cô Tường San, cảm ơn cô vì đã giúp tôi đòi lại công bằng. Cậu Hải, hôm nay cậu chính thức bị đuổi việc. Đồng thời ấy, cậu và cô Linh ấy phải đi đính chính lại tất cả mọi chuyện, không được gây ảnh hưởng đến Tường San, cậu nghe rõ chưa? Ngay khi mà tôi nghe được anh sẽ là người thay thế Linh để lên trước trưởng phòng thì tôi đã sinh nghi và tôi đã đến gặp Linh để hỏi lại mọi chuyện. Tôi biết được rằng chính anh là người hiểu rõ nhất đầu đuôi câu chuyện là như nào, và người được hưởng lợi nhất từ câu chuyện này cũng chính là anh. Dạ là hai người gài bẫy tôi. Cái này chỉ gọi là gậy ông đập lưng ông thôi. Cậu Hải, cậu chính thức bị đổi việc. Đồng thời, cậu và cô Linh ấy phải cùng nhau đính chính lại tất cả mọi chuyện, không được để ảnh hưởng Tường San, cậu nghe rõ chưa? Chủ tịch, chứ còn em thì sao ạ? Cô không phải người tung tin đồn, nhưng cô cũng đã làm việc sai trái rồi. Tôi sẽ không đuổi việc cô, nhưng tôi sẽ cách chức trưởng phòng của cô. Cô có gì muốn khiếu nại không? Dạ không đâu ạ, chủ tịch không đuổi việc em là em đã cảm ơn lắm rồi. Anh Long, trước đây em đã từ chối tình cảm của anh tại vì em sợ người đời dị nghị. Nhưng mà sau chuyện này,
thì em thấy là mọi thứ cũng không quá là tệ. Bắt đầu từ hôm nay, em sẽ can đảm để đối diện với các tình cảm của mình. Anh cũng thế nhá. Cảm ơn em. Mình đi thôi. Đáng đời, khôn ngoan không lại với giờ mà.